chúng tôi. Vâng, như vậy thì ông không ngại là sẽ có người nghĩ rằng là ông đang đi theo cái mô típ, hay nếu không muốn nói là một cái bản sao của ông Hoàng Duy Hùng hay sao thưa ông? Làm gì mà giống như Hoàng Duy Hùng được. Ông Hoàng Duy Hùng là một cái người không phải là thay đổi đấu tranh, mà là người đã có thể nói là nằm vùng ở trong cái cộng đồng hải ngoại qua một cái công tác bí mật nào đó, và sau khi thất bại về gia đình, về đời sống, về sự nghiệp, về công ăn việc làm và cái vấn đề chính trị, không còn ai mà có thể nói cộng tác với Hoàng Duy Hùng, cho nên anh ta không còn con đường sống và chỉ còn có một con đường duy nhất là về để mà cộng tác với Cộng sản Việt Nam ở trong nước mà thôi, và tìm một cái đời sống bình an cho cá nhân thôi, không gọi là cho một cái lý tưởng nào cả, và cũng không không cho một cho một cái tổ chức nào cả. Đó là việc cá nhân của Hoàng Duy Hùng, không thể so sánh với những việc làm của chúng tôi được, thưa anh.